lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Đi vẽ luôn này, trời nóng vẽ cho mình. Học cả nghề nữa, địch mẹ xứng đời. Mình sẽ vào xong đúng không? Xong rồi. Đó. Đã học xong rồi. Mấy tháng nữa là hết rồi, hết chương trình. Bố mẹ học hết là bọn anh bắt đầu đi vào chi ở. Bọn anh học thì trước rồi. Nhưng lớp khác còn chán nữa được học. Các bạn đi mua mít sấy đi cậu. Đi mua đi. Nào mất tiền à? Ủa, vừa hôm qua kia rồi, có tiền. Chứ mày không tiền à? Không, mày có tiền đâu mày. Không ăn. Có cái nền tiền. Có tiền nó đi chơi điện thoại. Thế sao thả đồ đây là mẹ nhiều lắm. Anh hết kiểu có đổ đâu mà. Chả biết bao nhiêu tiền. Hay cho mấy. À, đây là mình chỉ đi ép kính thôi. Thế kính cường lực là được à? Điền rồi, vỡ kính trong mà thì phải đi ép kính. Vỡ kính trong á? Vỡ kính trong cái kính trong. Lên nó bảo lên nhà khoảng tiến nó khoảng 200, 250. Nhanh chung 300. Thế thì giảm rồi, tiến nhanh chung 300. Không phải mềm đâu mà nó là đi ép cái kính thôi, kiểu cái kính nó bị nát nát rồi. Ấy vậy nó thề. Có phải thèm mà hình mới đâu mà. Ừ. Kia có hai thằng mạnh. Trời. Kia có hai thằng thôi, thằng mạnh mới thằng mặt rống nào. Nghĩ à? Ừ. Kia. Đấy. Còn thằng nữa đâu? Biết rồi, còn thằng nữa đi hả? Bọn đấy cũng phải đi. Hôm bảo là mẹ không đi học mà nó bảo không nghỉ rồi. Tải nó luôn. Mình gọi là mình gọi điêu, nó bảo là anh nhìn lên lương em đi lúc nào cũng 10 tiếng đi hốt luôn. Cái đấy. Nó bảo nhìn lương đi lúc nào cũng 10 tiếng thì nó chẳng đi làm cả ngày hay không. Lúc nào cũng có thể đi học rồi. À 10 tiếng rồi. Thì lúc sáng có thấy nó không? Sáng. Không, không biết, không nhìn. Mình gọi là không đi học mà nó bảo em nghỉ học rồi. 10 tiếng có lại đấy toàn đi sớm phê nhưng mà xong về là toàn về từ 11 giờ. Đi từ 7 giờ có 4 tiếng đi bệnh, 10 tiếng là lắm. Nó là toàn 10 tiếng hay 7 tiếng thôi. Chả bao giờ được, chả được là 10 tiếng. 10 tiếng là phải đi từ 7 giờ đến 12 giờ. Xong chiều lại 1 giờ đi đố. Vừa luôn này. Bốn mấy đây? Bốn hàng. Bốn hàng, bốn ba. Bốn ba đấy. Ừ, bốn ba. Vậy mình đã tô màu xong nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Nhưng mà tải bắt đầu nghe nghe thấy nhưng mà có tin đâu, nhưng mà kiểu lắm sao nghe chưa gì đấy một kia rồi thì có một kia rồi anh có bảo anh cho tìm nó để vui vẻ lắm vậy. Đấy. Thế nên là cái gió lùa xuống đóng cửa cục cái. Toàn. Không có gió vào rồi đóng cửa nó đi. Mạnh. Không. Đấy nhẹ nhẹ thôi không. Cô tiền dạy con tiền này chửi chứ. Đang ngủ. Nhưng mà khi nó còn không đóng mạnh nghe chỉ cần nó có kéo cái tay nhẹ rồi mà có khi còn không cần dùng lực luôn mà vẫn như thế. Đấy. Thôi. Ăn gì á? Biết ăn nào. Nhưng mà nghe là cấp đấy. Tao đi học cá rồi, mạnh cho nó nước cơ. Điền đó rồi. Rồi cái nãy là tôi thấy nó ra kiểu nó có sự nó trôi chưa kiểu gì nó chưa trôi nào. Vậy nên nó tôi